Đây là cái bữa ăn cử chiều của Tuấn. Mọi người nhìn nè, nó sẽ bao gồm là một chén cơm, 100g gà, với lại gần 200 các loại rau. Còn gia vị thì đa phần thì Tuấn sẽ ăn những cái gia vị mà nó không có tích muối, đúng không? Ít muối, ít cái lượng sodium. Đúng rồi, ít lượng sodium á. Tại vì Tuấn sẽ nói cho mọi người nghe cái khẩu phần ăn của Tuấn nha. Buổi sáng thì Tuấn sẽ ăn là cửa bò, buổi chiều thì Tuấn sẽ ăn là cửa gà, còn buổi tối thì Tuấn sẽ ăn cửa là cá hồi. Và một ngày thì Tuấn sẽ tiêu thụ đâu đó tầm 1.800 cho tới 2.000 calo. Giống như cái đầu clip thì mọi người có thấy là tại sao mà mình tập mình dễ mệt như vậy á, thì cái ngày hôm nay thì Tuấn cũng nghĩ là Tuấn với Quân sẽ nói có một số lý do là tại sao mà khi mà tập bạn rất là dễ bị mệt. Thì cái lý do đầu tiên Quân nghĩ là gì? Là do cái lượng, thứ nhất là cái bữa ăn trước khi tập của mình á, nó không đủ chất lượng và mình không kiểm soát được tốt cái lượng dinh dưỡng mình đưa vào trước bữa tập của mình. Cái hai nữa là cái lượng calo mà bạn nạp vào rồi cái ngày hôm trước nữa, cái ngày hôm trước với ngày bạn tập nữa, thì nghĩa là khi cái ngày hôm trước với ngày bạn tập bạn nạp cái lượng calo đó không tốt, không đủ, thì cái người cơ thể bạn qua bữa sau nó sẽ rơi vào trạng thái là rất là mệt, tại vì đang bị cái tình trạng calo nó ăn quá nhiều. À, calo ăn quá nhiều, có nghĩa là quan trọng cái lượng dinh dưỡng, đúng không? Đúng rồi. Có góc độ của tôi nha, thì tôi thấy là theo cá nhân của Tuấn á, Tuấn thấy một cái vấn đề mà mọi người rất là dễ gặp phải á, có là dễ bị mệt mỏi trong quá trình tập luyện, đó là dễ bị stress. Stress ở đây nó có rất là nhiều cái stress, ví dụ như là công việc, ví dụ như là gia đình này kia đủ thứ hết, mà nhiều khi mình đi tập á, mình ráng á, đúng rồi, trong cái đầu mình rất là nặng, mình không có tập trung được, nhưng mình tập mọi thứ nó cứ rề. Nó là cái việc mình để làm thấy phải đi tập mà, chứ không phải là mình tận hưởng buổi tập. Đúng rồi, đó là vấn đề. Và cái thứ hai nữa là mọi người rất là dễ bị gặp những chấn thương, cũng đa phần là bị quá khởi động. Đúng rồi, tại vì do người ở những cái lúc mà mình bắt đầu mà mình tập luyện nặng á, thì cơ bắp của mình nó vẫn phải cần được là vậy, chứ nó hôm nay là kéo giãn lại trước và massage trước, để cho nghĩa là cái hệ thần kinh mà giữa cơ bắp mình á và thần kinh mình nó kích hoạt đồng bộ với nhau, để khi mà mình thực hiện cái động tác chuyển động phức tạp nào đó thì nó đều theo kịp với cái chuyển động của cơ thể đó, thì từ đó nó giảm thiểu được chấn thương. Ở cá nhân Tuấn không biết mọi người sao, chứ mỗi lần mà Tuấn khởi động là Tuấn mất đâu đó tầm 15-20 phút luôn. Tại vì phải khởi động toàn thân hết luôn, tại vì khi khởi động thì cơ mình mới giãn mức có thể tập luyện nhất, đúng không? Nghĩa là mình sẽ làm nóng những cái vùng khớp nè, rồi kéo giãn cơ, kích thích cơ vùng đó. Với lại nhắc thêm một số trường hợp là thay vì là cứ mỗi tới cái buổi tập đi người ta hay bị vội á, có là người ta sẽ không có nạp dinh dưỡng gì ở trước hết, hay là người ta thậm chí là người ta nạp quá nhiều, thế mình cũng không trách người ta được, tại vì cái đó là người ta chỉ có một quỹ thời gian như đó thôi, thì người ta là từ cái công ty sẵn tôi sẵn được tôi chạy ngang qua luôn. Nhưng mà theo tôi nghĩ là trước khi á mà tầm 30 phút các bạn tập á thì nên ăn một cái gì đó nó nhẹ, đúng, tại vì để cung cấp năng lượng. Thì nó sẽ chia theo như kiểu như vậy, nếu như cái buổi ăn chính của bạn á, kiểu như ăn như mình đi, một cái buổi ăn chính lớn của bạn mình chưa ăn luôn á, đó thì tại như này phải nói đó, rất đó nha, phải nói đó. Thì chứ như là cái buổi ăn khi bạn ăn có được buổi ăn chính như thế này thì nó nên cắt vào cái trước cái lúc tập á, khoảng ít nhất là 1 tiếng 1 tiếng rưỡi, để cho cái bao tử kịp tiêu hóa hết. À, có nghĩa là ý của Quân đang nói ở đây là đối với những cái bữa ăn chính và bữa ăn với nhiều thức ăn á, thì mọi người nên ăn trước cái khoảng thời gian tập là từ 1 tiếng 1 tiếng rưỡi. Đúng. Còn ví dụ như mà mình tập luyện mà muốn nhanh á, mà muốn có bổ sung năng lượng liền á, thì mình ăn cái gì đó nhẹ thôi, đúng không? Đúng rồi, nó nên chú trọng luôn luôn là cái đồ nó sẽ ngọt, tại vì đồ ngọt nó thật sự đường hay là cái thứ thì nó đều quy ra thành là tinh bột hết,
thì khi mà mình bắt đầu tập luyện á thì nó cũng đơn giản thôi, thì trong khoảng thời gian mà mình có khoảng một tiếng 3 phút để mình tập luyện á thì cơ thể chủ yếu dùng đường với máu nó hoạt động. Với lại tôi thấy một cái này nè, tôi không biết sao chứ bản thân tôi thì tôi thấy là mọi người đa phần là dễ bị trì hay là dễ bị gặp những cái chấn thương là do là cái cách sắp xếp lịch tập của mọi người không có hợp lý. Không hợp lý ở đây là cái gì? Ví dụ như một ngày, một tuần á, mọi người hả ngày nào cũng tập hết. Giống như cái xe của mình ngày nào cũng ăn game hết. Ăn chứ. Mình chạy ngày nào mình cũng chạy á, lâu lâu thì mình cũng phải đi bảo dưỡng, thay nhớt thằng tí. Thì ví dụ như mình tập, mình nên có một cái khoảng thời gian nghỉ cho cơ thể mình, để cơ thể mình nó kịp thời để phục hồi lại. Ví dụ như mình tập 3 buổi, mình sẽ nghỉ 1 buổi, hay là mình tập xong mình cách ngày, mình nghỉ ngày rồi nó kiểu như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn hơn là các bạn mà dành quá nhiều thời gian vào cái việc tập luyện, nhưng mà kiểu là mình tập ráng á. Tại vì các bạn có hiểu được là cái khi mà mình ở tầm phòng tập á là mình đang gọi là mình làm cho cơ thể mình bị tổn thương. Tại vì khi mà mình tập luyện là cơ bắp mình nó đang bị kéo giãn, đang bị lách ra, thì cái ngày nghỉ nó cực kỳ quan trọng. Cái sự mà phát triển được tốt cơ bắp của bạn hay không á, thì bạn thay đổi được tốt hay không á, nó phụ thuộc rất nhiều vào ngày nghỉ. Tại vì cái ngày nghỉ nó là ngày cơ thể bạn hồi phục và phát triển. Cái ngày mà cái gọi là mình cái sợi cơ mình cơ bắp mình có lớn được lên hay không á, là nó phụ thuộc vào rất nhiều cái ngày nghỉ. Mà nhắc tới những cái ngày nghỉ thì cái quan trọng nhất là buổi nghỉ giờ đó là về dinh dưỡng. Dinh dưỡng quan trọng lắm nha. Hồi xưa thì Tuấn không có nghĩ đâu, Tuấn nghĩ là đa phần sẽ một cái tối quyết định là yếu tố là do việc tập luyện, nhưng mà không, dinh dưỡng chiếm rất nhiều luôn. Tại vì khi mà bạn phải đặt đúng dinh dưỡng rồi hả, ở đây mình không phải là sẽ là mỗi người sẽ có một cái điều kiện ăn uống khác nhau, nhưng mà ít nhiều đó chúng ta không cần phải ăn quá nghiêm ngặt, nhưng mà chúng ta phải ăn đúng và chúng ta phải ăn kỹ. Hiểu thì có cần đặt cái gì đó, giống như là trong ví dụ như Quân đi thì chuyên về tập luyện đi, thì Quân cũng có thể là Quân ăn đó, nhưng mà mình thấy là cơm của Quân nó sẽ khô hơn cơm của Tuấn không? Ít giờ vậy đó. Đúng rồi, với lại một phần nữa là do mình muốn theo dõi được kỹ về dinh dưỡng á, nên bắt buộc là cái cơm mình phải làm theo kiểu này, không có được nước nhiều, tại vì mình phải di chuyển liên tục. Còn mình phải di chuyển thì mình sẽ phải chịu chấp nhận cái việc là mình phải nhận đem những cái hộp đồ ăn do tự mình làm cái liều lượng bao nhiêu và cái chất bao nhiêu mình phải tự kiểm soát được mình đem đi đó, thì nó bắt buộc phải. Mà tôi không biết cho dù gia vị nhiều hay thật sự là mình nên hạn chế gia vị. Tại vì nên hạn chế gia vị đấy. Tại vì cái cách làm bình thường của mình á, do cái thói quen uống bình thường của mình là khi mình làm ra mình đã nêm nếm gia vị rồi. Còn khi mà mình lấy đồ ăn nó ra mình ăn mà mình còn hay có thói quen mình chấm thêm cái này chấm thêm kia, hoặc mình rưới những cái nước sốt rồi lên nữa, thì nó lại tăng cái lượng muối và cái thứ không cần thiết. Thật ra nói á là hả không phải là tạo một cái áp lực gì đó cho mọi người đâu. Tại vì á cái vấn đề ăn uống là vấn đề rất nghiêm trọng. Quan trọng là cái mục tiêu của mọi người muốn đến là cái gì. Ví dụ như mọi người mong muốn là tôi sẽ có một cái body trong một khoảng thời gian nhanh nhất, thì chắc chắn mọi người sẽ kỹ hơn. Còn nếu như mọi người chỉ nghĩ là tôi chỉ mong muốn tập cho sức khỏe thôi, thì bạn ăn sẽ có thể là thoải mái hơn, nhưng mà bạn sẽ hạn chế ăn những cái mà nó không tốt cho sức khỏe mình. Đó là cái đó. Mà tôi thấy có một cái mà có một cái vấn đề là tôi thấy là đa phần đó, mọi người sẽ nghĩ là nhìn ăn tinh bột và nhìn ăn cơm. Khi nhìn ăn cơm mà sẽ ốm. Đúng rồi, tại vì khi cái mà đem lại nhanh nhất cho các bạn mà các bạn nhịn tinh bột á, là đó là cơ thể này sẽ cảm nhận. Các bạn ở đây nè. Các bạn ơi. Các bạn sẽ cảm giác được rồi cái ký của mình nó xuống rất là nhanh. Các bạn cắt giảm một lượng tinh bột lớn ngay lập tức trong khoảng thời gian đầu. Đó là tại vì khi mà các bạn cắt giảm một lượng tinh bột nhanh trong khoảng thời gian đầu, cơ thể các bạn nó bị rút nước đi, nó sẽ bị mất nước đi. Và nước đó, ở đây nó gồm là nước trong tế bào cơ và nước dưới da và nước trong cơ thể mình bị rút nhanh đi. Nhưng mà cái quan trọng mình hướng tới là khi mà cái số lượng nước nó rút đi nhanh đó, và các tinh bột bạn không nạp vô, nó sẽ có rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Còn khi mà mình không đảm bảo được cái lượng tinh bột cần thiết cho cơ thể mình đó, thì cơ thể mình sẽ rất dễ rơi cái trạng thái đầu tiên là stress. Stress đúng rồi. Tại vì tinh bột á cung cấp năng lượng. Đúng, nó sẽ cung cấp gọi là trong tổng cái lượng ăn của mình đi, đang nói là trong tổng cái lượng ăn của một người đi, thì năm tinh bột nó chiếm tới 50% tổng cái lượng ăn của các bạn rồi đó. Các bạn nghĩ đi, nếu như các bạn cắt giảm thì tới 50% cái lượng tổng lượng ăn của các bạn bị âm calo cũng bao nhiêu rồi đó, thì đồng nghĩa với là cơ thể các bạn sẽ bị đói, còn đói hơn nữa đó. Từ đó khi mà cái lượng dinh dưỡng bạn nạp không đủ, lượng calo bạn không đáp ứng được, thì không thể nào bạn đòi hỏi được cơ thể bạn khỏe mạnh hết. Giống như bây giờ tôi nói thiệt mọi người nha, khi mà chị quản lý của Tuấn thì tất cả các bạn start trong công ty hay gia đình của Tuấn á, nhìn cái lực ăn của Tuấn kiểu chỗ sao ăn nhiều dữ vậy, nhưng mà cái bản thân mình á là mình chỉ phát triển cơ và cái mình vẫn đốt mỡ nha. Nhưng mà khi mà mọi người kêu ủa sao ăn như vậy, sao tôi mà ăn nổi, tức là sẽ mập lên. Nhưng mà thật ra cái đó tôi nghĩ là nó do bị là mọi người đang bị tại mọi người chỉ nhìn theo hướng ăn thôi, chứ còn không có thể là tập luyện.
tại vì mình ăn là mình để mình đáp ứng được cái việc mình tập luyện, chứ không phải mình chỉ ăn đúng cái lượng như đó, mà còn cái việc tập phải có. Tại vì mình ăn là để mình phù hợp với cái lịch tập, và cái lịch tập của mình nó cũng phù hợp chung với lịch ăn đó, là 5 năm đó, đó cái 50-50 mình nói tới đó. Thì mọi người đấy, tôi nói sơ chế độ ăn thì cũng nghe mọi người nghe nha. Bây giờ là một ngày là 150g bò nè, 100g gà, 100g cá hồi, 180g gạo, rồi thêm 50g ngũ cốc, 100ml sữa, rồi thêm 2 trái chuối không ta? Trái. Một trái chuối. Rồi xong thêm từ 200 cho tới 300g rau. Nói chung là rất nhiều. Nhưng mà bản thân ứng thì nó không có tới mức mà mình hợp lắm, nên là cái quan trọng nhất khi mà tập luyện, tôi nghĩ cái điều quan trọng là thứ nhất dinh dưỡng. Cái thứ hai là mọi người phải sắp xếp lịch tập sao cho nó hợp lý nhất. Mọi người đừng cố gắng gồng hay là mọi người cứ ráng tập, tôi nghĩ là cái điều đó không nên. Mà thay vì cái điều đó thì mọi người cứ thư giãn đi, thoải mái đầu óc đi, để cho mình tận hưởng những buổi tập. Mình hãy biến những cái mà thay vì mình ráng thì mình hãy tận hưởng những buổi tập. Tập ít cũng được nhưng mà nó hiệu quả, còn hơn là mình tập rất là nhiều nhưng mà nó không có hiệu quả. Tại vì mình kiểm soát được lịch ăn, mình kiểm soát được lịch tập thì nghĩa là mình sẽ kiểm soát được mọi thứ, thì luôn luôn là kiểm soát được mọi thứ. Vậy là tận hưởng cái việc đó, đừng bao giờ đưa cơ thể mình khi bắt đầu tập luyện mình phải chịu đựng cái việc tập luyện mà stress á. Cái stress nó ảnh hưởng ghê lắm. Tại vì có cái đợt á là tôi quay 21 yêu em á, là đợt đó là bị stress nè, về ăn uống là thậm chí là ăn uống bị sai cách nữa, là bị stress, thậm chí là mình tập, tự nhiên mình mỗi lần mình nghĩ tới việc tập thôi đó thì tâm lý này tôi biết sao, chứ tôi thấy là đa phần mọi người không biết giống tôi không á, là khi mà nhắc nghe việc tập không dám tập luôn. Ủa nữa hả? Ủa nữa hả? Đó thì rất là mong là tất cả mọi người á, khi mà tập luyện thì chúng ta đừng có nên cái tâm lý đó. Ví dụ mệt, ok, nghỉ. Khi nào mà tâm lý thoải mái rồi thì hãy tập, để cái buổi tập đó nó chất lượng nhất. Và đặc biệt hơn nữa là khi tập phải khởi động thiệt là kỹ. Rồi nói gì nữa không? Cơm hơi nguội rồi đó. Không dám đâu. Rồi, bây giờ thì rất là mong mọi người xem cho clip này. Cảm ơn tất cả mọi người.